Đấy là cây sầu riêng. Rời xa chỗ bụi quá. Cây này thì còn đang hoa. Đây, hoa rất là nhiều luôn. Hoa sầu riêng mọi người này. Hoa sầu riêng thường thì có mùi thơm như là mùi mật mía. Đấy, cho bạn nào chưa biết cây hoa sầu riêng mọi người nhá. Đấy, đây cũng là lần đầu tiên mình thấy hoa sầu riêng. Rất là đẹp luôn. Đấy, nguyên chùm này. Ok. Đây, cây này trái. Đang ra trái mọi người. Đây, trái sầu riêng mọi người nha. Cho anh chị nào chưa biết thì đây là trái sầu riêng. Nhỏ nhỏ nhỏ, không phải là trái mít đâu mọi người nha. Đấy, hiện tại đang rất là thơm mùi mía.